60 người thiệt mạng trong vụ đánh bom trường học ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 5 cho biết thì có khoảng 60 người đã bị thiệt mạng sau khi Nga dội bom xuống một trường học, đồng thời là nơi ẩn náu của các thường dân vô tội tại làng Valohorivka. Phát biểu trên được ông Zelensky đưa ra khi đang dự hội nghị online cùng các quốc gia thành viên khối G7. Thông tin này sau đó còn được nhắc lại trong bài phát biểu hàng đêm. Thống đốc tỉnh Luhansk nói rằng thì có đến 90 người đã ẩn náu trong trường trước khi bị Nga oanh kích. Để đáp trả lại hành động đàn áp của Nga, thì giới lãnh đạo G7 đã cam kết tiếp tục cô lập quốc gia này, đồng thời gia tăng lệnh trừng phạt. Khối G7 cũng muốn cấm luôn nguồn dầu hỏa từ Nga. Hoa Kỳ và nhóm G7 áp đặt lên biện pháp trừng phạt Nga. Vào ngày 8 tháng 5, thì Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu EU và nhóm G7 đã thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, bao gồm trừng phạt các hãng truyền thông do nhà nước kiểm soát, cấm các dịch vụ tư vấn quản lý của phương Tây ở Nga và thắt chặt kiểm soát xuất khẩu. Các lệnh trừng phạt được đưa ra sau một ngày trước ngày chiến thắng của Nga, ngày kỷ niệm Nga đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, tức là ngày 9 tháng 5. Theo Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Joe Biden đã tham gia một cuộc hội nghị trực tuyến vào ngày 8 tháng 5 với các nhà lãnh đạo G7 và Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky. Các nhà lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố khi kết thúc cuộc họp, cam kết ủng hộ Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Đệ nhất phu nhân Joe Biden bất ngờ tới Ukraine. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Joe Biden đã bất ngờ tới Uzhhorod, là một thành phố nhỏ nằm về phía tây nam Ukraine, vào Chủ nhật ngày 8 tháng 5. Bà Biden từ Slovakia đi xe vào Ukraine trong ngày lễ của mẹ, sau khi thăm một trung tâm tiếp nhận người tị nạn tại trạm biên giới Vyshny Nemetsky và gặp gỡ người dân Ukraine phải chạy khỏi nước để lánh nạn chiến tranh. Trong lãnh thổ Ukraine, tại một trường học nay là nơi ở tạm thời của người lánh nạn, đệ nhất phu nhân Joe Biden gặp đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska, người không thấy xuất hiện trước công chúng kể từ khi cuộc xâm lăng của Nga. Bà Biden nói rằng, tôi muốn đến vào ngày lễ của mẹ, tôi muốn cho người dân Ukraine thấy rằng ai cũng muốn cuộc chiến này phải chấm dứt. Cuộc chiến này quá tàn bạo và người dân Hoa Kỳ luôn đứng cạnh người dân Ukraine. Hoa Kỳ thiếu hụt lao động nhập cư làm giá cả leo thang. Tình trạng thiếu lao động tại Hoa Kỳ một phần là kết quả của sự sụt giảm lượng người nhập cư vốn càng chững lại trong đại dịch. Theo dữ liệu ước tính, Hoa Kỳ lẽ ra sẽ có thêm 2 triệu người nhập cư nếu tốc độ tăng trưởng vẫn được duy trì, gây ra tình trạng giành giật để có người lao động trong nhiều lĩnh vực, từ xưởng thịt cho tới xây dựng nhà cửa. Và điều này cũng góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung ứng và tăng giá. Các nhà nghiên cứu cho biết dòng người nhập cư đang nhanh chóng trở lại mức trước dịch COVID, song Hoa Kỳ vẫn cần tăng tốc đáng kể để hạn chế thâm hụt. Với tỷ lệ sinh giảm mạnh trong 2 thập niên qua, một số nhà kinh tế dự báo lực lượng lao động dự trù sẽ bắt đầu thu hẹp vào năm 2025. Nhiều hãng hàng không du lịch Mỹ kêu gọi bỏ xét nghiệm với khách quốc tế đã tiêm chủng. Nhiều hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ, các tập đoàn kinh doanh và du lịch cùng các công ty khác đã đồng loạt kêu gọi Tòa Bạch Ốc gỡ bỏ những quy định yêu cầu xét nghiệm virus corona trước khi khởi hành đối với du khách quốc tế đã tiêm vaccine. Lời kêu gọi trên được các doanh nghiệp, trong đó có hãng hàng không American Airlines, công ty lữ hành Carnival Cruise, tập đoàn kinh doanh và quản lý khách sạn Marriott International, công viên Disney của Walt Disneyland, cùng với Phòng Thương mại Mỹ và Hiệp hội Du lịch Mỹ, đưa ra bức thư gửi đối với phó viên ứng phó đại dịch COVID-19 của Tòa Bạch Ốc là Ashish Thar. Bức thư nêu rõ việc lĩnh vực kinh doanh và du lịch quốc tế phục hồi chậm chạp, trong khi thì tiến bộ y tế và các chỉ số y tế cộng đồng được cải thiện ở Mỹ.